âm thanh karaoke kinh doanh. Mục đích chính là giúp cho các khách hàng có thể giải trí đồng thời thu về lợi nhuận. Chất lượng âm thanh không chỉ hay mà còn phải khiến khách hàng thực sự thích thú và có thể là quay lại nhiều lần. Chính vì vậy cho nên là tôi cùng với các cộng sự tại Vidia luôn luôn là trăn trở mỗi khi mà mình nhận một cái dự án karaoke kinh doanh nào đó, chính là làm sao để mà đưa ra được một cái giải pháp karaoke có thể mà tiết kiệm chi phí nhất, đồng thời là cho một chất lượng âm thanh phải hay để tối đa hóa cái lợi nhuận. Hiện tại thì tôi cùng với đội ngũ kỹ thuật viên âm thanh của Vidia đang tiến hành nghiên cứu cũng như là thử nghiệm nhiều cái giải pháp về âm thanh karaoke mà chúng tôi gọi đó là hệ thống công nghệ karaoke kinh doanh thông minh. Thì hiện nay chúng tôi đã lắp đặt ở nhiều địa điểm và cũng cho thấy là cái hệ thống này đang hoạt động khá là trơn tru, đồng thời tiết kiệm chi phí và có cái chất lượng âm thanh hút khách. Một quán mà đông khách hay là vắng khách thì nó sẽ còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Thế nhưng mà đa số các cái chủ quán karaoke hoặc là những cái quản lý karaoke khi mà tìm đến Vidia thì thường là chúng tôi nhận thấy có một số những cái nguyên nhân chính. Thứ nhất là nhiều khi khách hàng khi mà vào người ta hát một hai bài thì lại phải vòng ra nhờ bên các cái bạn phục vụ chỉnh lại âm thanh. Hoặc là thứ hai là một số quán thì có cái tiếng, cái cách chỉnh nhạc mà làm cho tiếng ca nó lại lấn át cái tiếng nhạc, khiến cho khách hàng người ta có cảm giác là hát bị mệt. Thứ ba cũng rất là phổ biến, đó chính là cái hiện tượng mà tiếng mic nó bị hú rét rít, gây cái sự khó chịu khi mà hát. Và một cái vấn đề cũng rất là phổ biến, đó chính là hiện nay thì nhiều quán karaoke người ta hát các cái bản nhạc trên nền nhạc MIDI, hình phong cảnh lặp đi lặp lại, nó gây sự nhàm chán, nó không có một cái sự tươi mới trong các cái bài hát và khiến cho khách hàng người ta không có cảm giác mà hứng thú khi hát. Có 3 lỗi phổ biến nhất mà các quán thường hay gặp. Lỗi thứ nhất đó chính là việc các kỹ thuật viên tại quán không canh chỉnh nhạc được đúng kỹ thuật, nó gây ra cái hiện tượng chất lượng âm thanh không đạt. Cái lỗi thứ hai là khi mà phối ghép ngay từ đầu, lựa chọn thiết bị ngay từ đầu đã sai, dẫn đến là chất lượng âm thanh cũng không đạt. Và cái vấn đề thứ ba là chất lượng về cái phòng âm thanh, về tiêu tán âm cũng như là cắt âm nó không có chuẩn. Và theo kinh nghiệm bên tôi lắp đặt thì đến gần 90% các quán mắc phải ba cái lỗi này. Đúng vậy, hiện nay thì các quán cập nhật lỗi thời là do sử dụng những cái thiết bị đầu karaoke thế hệ cũ, đồng thời một số quán thì lại không biết cái kỹ thuật để cập nhật nhạc tùy theo các loại đầu karaoke. Thì hiện nay một số những cái đầu karaoke thế hệ mới thì đã cho chúng ta được những cái bài nhạc karaoke MTV, tức là những cái bản nhạc hát trên nền nhạc ca sĩ. Đồng thời và cái điều mà quan trọng nhất mà chúng ta có thể tích hợp vào hệ thống karaoke kinh doanh thông minh của chúng ta, đó chính là các cái đầu đã hỗ trợ chức năng cập nhật nhạc online mà một cách hoàn toàn tự động. Thì ngoài ra một số các cái loại đầu karaoke thế hệ mới chúng ta có thể kết hợp thêm với máy tính bảng hoặc là những cái màn hình cảm ứng cỡ lớn để giúp cho khách hàng có thể chọn bài từ các đầu karaoke một cách chuyên nghiệp và tiện dụng nhất. Với cái hệ thống này thì Vidia hiện nay đang áp dụng các cái công nghệ về âm thanh karaoke mới nhất có mặt tại Việt Nam. Cái thứ nhất đó chính là chúng tôi loại bỏ hoàn toàn các cái âm ly cơ sử dụng công nghệ analog cũ.
thay thế bằng những cái thiết bị về sử dụng những cái công nghệ digital mới nhất, đó chính là những cái thiết bị MEMS và mixer. Thì cái việc áp dụng công nghệ mới này giúp cho chúng ta giảm thiểu được tối đa cái hiện tượng hú rít của micro rất là khó chịu khi sử dụng công nghệ cũ. Cái thứ hai, chúng tôi với cái công nghệ này có thể giúp cho các khách hàng tiết kiệm được ít nhất là 1/3 chi phí đầu tư. Thì thay vì là chúng ta phải sử dụng cho từng phòng một tại quán, thì cái công nghệ mới sẽ giúp cho cho chúng ta có thể mình sử dụng cho tất cả các phòng cùng lúc. Cái thứ ba mà cũng là một cái vấn đề để đảm bảo cho các quán có thể mà không bị lỗi thời về việc cập nhật nhạc, thì VDI chúng tôi ưu tiên sử dụng những cái đầu karaoke thế hệ mới nhất có công nghệ hỗ trợ cho chúng ta cập nhật online và ngay tức thời. Đồng thời thì chúng tôi cũng sử dụng những cái đầu mà có thể kết nối được với các cái máy tính bảng hoặc những cái màn hình cảm ứng cỡ lớn để tạo sự chuyên nghiệp cũng như là một cái độ tiện lợi cho khách hàng khi mà chọn bài.